Chào người trở lại với channel của mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình sẽ trở lại video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là review cho mọi người về chiến đợi của anh iBuy ở server S200 ở server S24 nha. Thì sẽ là chiến đợi là Fit Banana đây. Thì ở trong cái giải vô song hào kiệt này sẽ có rất là nhiều chiến đội mạnh ở các server như S1 này, S17, S3, S5 và vân vân, và các S khác, S3 mấy, S2 mấy. Thì mình sẽ cố gắng review tất cả các chiến đội luôn cho anh em nha. Thì chiến đội Big Nana sẽ là một trong các chiến đội mà theo mình cũng là chiến đội mạnh ở trong cái giải đấu này. Thì mình mong là các chiến đội sẽ cố gắng hết mình đánh để và giành được những ngôi vị tốt nhất. Thì bây giờ mình sẽ review cho bạn anh em xem về một anh top cũng khá là kinh khủng ở S24 là anh Tiểu Long Nhi nha. Anh Tiểu Long Nhi với mức tài phú là ở mức là 2.417k binh giáp. Quá là dữ luôn. Wow, chiến đội vô song này. Để coi hạng chiến đội. Hạng chiến đội thì hạng chiến đội của mình hiện tại là của anh iBuy là hạng chiến đội vẫn hạng nhất nha. Tổng số điểm là 72. Thì ngang ngửa với đây sẽ là chiến đội ba con sói. Ba con sói có HV, Bell, Bell yêu. Trời ơi, chiến đội này cũng mạnh kinh nha. Phải nói, chiến đội này cũng kinh anh em ơi. Chiến đội này anh cái bang hơi trâu nha. Cái bang anh em thấy anh em nó trâu nha. Wow, xong rồi chiến đội của Đại Lý. Đại Lý là chiến đội của Chivas này. Chivas này anh em, Đoàn Dự này. Cũng khá là căng nha. Trời, mình thấy cũng nhiều chiến đội mạnh anh em. Chiến đội Tam Cẩu. Wow, đặt cái tên nghe là mình thấy mà thấy căng rồi đây. Chiến đội tiếp tục là chiến đội của HTX Kagong nha, chiến đội cũng mạnh nha. Phoenix Fire hình như mình thấy tên quen quen nha. Mình có nạp trên này sao mình không nhớ nha. Rất là nhiều chiến đội luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ review cho anh em về chiến đội này nha. Đầu tiên là Tiểu Linh Nhi đi. Đâu Tiểu Linh Nhi đây, Tiểu Linh Nhi. Review Tiểu Linh Nhi này mà, để cho anh em coi về Tiểu Linh Nhi nha. Tiểu Long Nhi, Tiểu Linh Nhi ở mức 21 binh giáp anh em. 24 binh giáp đừng bằng anh iBuy luôn, khá là mạnh luôn nha. Thì anh Tiểu Linh Nhi vừa cởi sách khí hồn ra, tối nay chắc lại đỏ đen nữa anh em. Tiểu Linh thì mình có một cái buổi live cho anh em thấy Tiểu Long Nhi rồi, đập 30 triệu khí linh chỉ trong vòng 15 phút. Trời ơi, phải nói là kinh khủng thiệt. Quá kinh khủng luôn. Bây giờ coi xét độ Tiểu Linh Nhi cái bang này. Cái bang bổng hiện tại rất là trâu nha. Đợt nhiều anh em chơi lắm nha. Cái bang bổng nha, trâu lắm nha. Thì quan ứng của anh sẽ là Quốc Công. Bây giờ mình sẽ coi về vũ khí. Vũ khí của anh là Chí Mạng, Tấn Công, Thủy Công, Bỏ Hiến Tất Cả, Chính Xác, Ngon. Tấn Công chính xác. Cái thuộc tính cộng thì nó chưa ngon lắm. Tính cộng thì hai dòng công ok, chính xác hơi dư. Nhưng mà vẫn ok. Về kỹ năng môn phái cộng 4 món cộng 1. Vũ khí cộng 16 sẽ cộng thêm 1 nữa cho anh em nha. Về khảm thì anh lấy khảm full sức mạnh và khuếch đại sát thương quá chuẩn luôn. Tiếp tục là về cái nón. Cái nón thì bạn thấy là đây. Thì mình cho anh em coi sơ sơ đi chứ mà ai mà mình cũng coi từng món đồ thì cũng khó nha. Tiếp tục là về cái set đồ của ảnh thì set đồ 16 luôn. Set đồ 16 thì sẽ lên set đồ vàng sấm sét nha. Đây khảm của anh ấy này cũng kinh nhờ. Quá kinh luôn. Phải nói là anh Tiểu Long Nhi cũng đập hơi bị khủng luôn. Cũng là một đại gia kinh. S24 tới 2 đại gia. Tính ra S24 là cái 2. Ngoại bay ra tới 2 người lính tem rồi anh em. Kinh thiệt chứ. Thổ công ngoại, thủy công ngoại, sát thương chí mạng, thần pháp. Ủa đây tại sao nó khảm kháng chí mạng nhờ. Cái ngay cái viên đai này phải khảm kháng chí mạng nha. Chứ không thì nó hơi yếu tí xíu anh em. Ở đây anh chưa khảm chí mạng luôn này. Mộc công ngoại, ứng sinh lực hỏa công chí mạng ứng ngon. Ứng thì ở đây ảnh chơi cái bang dòng sinh lực là chuẩn rồi anh em nha. Phi phong tìm long cũng mát rồi. Quan ứng quốc công. Ô trời. Ủa tại sao mà anh này bay có quan ứng mà ở đây quốc công nữa trời. Ngon dữ vậy, hai quan ứng quốc công luôn. Nội mà quan ứng mà hơn quan ứng là hơn biết bao nhiêu cái rồi. Lục khí hóa công này, miễn giải này ngon quá. Kỹ năng. Kỹ năng cái bang thì đa số anh em sẽ tăng mát cái chiêu đả cẩu trận pháp này. Cái chiêu này ngon lắm này. Cái chiêu này kinh lắm. Chiu. Bắn ra. Xong tiếp tục chiêu thâu long chuyển phượng. Cái chiêu này càng đánh càng trừ chí mạng của đối phương. Càng quýnh này chí mạng trừ 210. Sát thương chí mạng trừ 200.
Thời gian duy trì cộng dồn bao nhiêu lần? Cộng dồn tối đa bao nhiêu lần nhỉ? Trong mục tiêu à, thì cái chiêu thứ nhất là ác cẩu. Ác cẩu lan lộ, chiêu này sẽ tăng tấn công, tỷ lệ định thân, tỷ lệ gây đẩy lùi. Chiêu này cũng ngon, em khuếch đại sát thương. Chiêu này cũng ngon ấy, nhưng mà chiêu 2 anh em thấy chơi nhiều, anh em quýnh chiêu 2 vô đối thủ bị trừ chí mạng, sát thương chí mạng vô mình trâu hơn mới được, mới ngon nha. Nha chiêu thiên hạ vô cẩu. Ủa nếu mà như vậy ta sao nó tăng mát cái chiêu đánh thường nhờ, đánh thường không tăng à, đánh thường không tăng nữa, đánh thường đam yếu á, cái bằng bổng đánh thường đam yếu á. Đây cái bằng bổng tâm pháp, kháng thời gian, tốc độ, kháng bị thương, né tránh, sinh lực cơ bản, tấn công chính xác, trừ 1 giây. Y tính ra ngon nha, trừ 1 giây thời gian chờ 3 giây, tính ra càng đánh cái thời gian này nó càng trừ anh em. Môn lâu tốn bỏ né, sẽ tuôn đại vào bấm pháp, khá ngon luôn. Cái chiêu cuối hỗn khí, tốc độ, né tránh, thu nhỏ sát thương, trời phải nồi, thu nhỏ sát thương 33%, trâu phải đích luôn em à. Cái anh tiêu kìa, hỗn khí, hỗn thiên khí công, phải nồi, quá trâu luôn, kinh khủng này chứ, kinh quá, kinh quá. Và bây giờ coi tới đồng hành của anh Tiểu Long Nhi đi. Đồng hành của anh Tiểu Long Nhi sẽ là hồ càng này, đường phủ, độc cô cầu bại, con hồ càng 160, đường phủ 160, độc cô 160, độc cổ kiếm 160, bực tịch của cái bang, bực tịch của cái bang, sát thương à, cái đầu tiên sát thương thiên hạ vô cẩu cộng 10% nha, mát bực tịch. Đang chờ của Diên Môn Thác Bát trừ 3 giây, đã cậu trận pháp trừ 5 giây. Diên Môn Thác Bát là chiêu nào nhỉ? Diên Môn Thác Bát là chiêu nào? À trừ 3 giây tính ra 2 chiêu đam, hai chiêu đam trừ thôi nhờ. Ủa tại sao tới 2 chiêu đam trừ? Tâm tăng hiệu quả diêm môn nè, thời gian chờ. Ủa tính ra nếu mà vậy là 2 chiêu kia là 2 chiêu chính mục tiêu rồi đúng không? Nếu mà đây thời gian chờ của 2 chiêu này trừ 3 và 5 giây là còn bao nhiêu nhờ? 3 và 5 giây là thời gian chờ này còn 12, còn cái này là còn 15. Ok, ở đây các bạn thấy là kỹ năng ấy, ở đây bạn thấy kỹ năng của anh Tiểu Long Nhi chỉ cộng 1 thôi, là tại vì mình đang đứng ở vị trí người xem. Chứ mà anh em mà nếu mà ạt chính ấy thì anh em sẽ thấy là cộng 2 lần nha. Chứ ạt của anh Tiểu Long Nhi là ảnh tới cộng 2 kỹ năng luôn nha anh em. Đây, cái vũ khí này anh em không có xem được cái cộng 1 vũ khí, anh em chỉ xem được đồ thôi. Chứ cái vũ khí mà cộng 16 này sẽ thêm được cái một kỹ năng ở đây anh em nha, của cây vũ khí nha, nên em lưu ý chỗ này sẽ có nhiều em hỏi này. Khảm mát, linh khí, thú cưỡi trang bị cũng mát rồi, kinh quá. Wow, cái bang hiện tại quá mạnh nha anh em, cái bang hiện tại cũng là quân bài khá là ngon ở trong đấu nha. Tiếp tục là mình sẽ coi hạt thứ hai, hạt của Tiểu Linh Nhi này, hạt của Minh Tư. Hạt Minh Tư cũng khá là mạnh, Thúy Yên Kiếm. Thì Thúy Yên Kiếm là quân bài cũng khá là mạnh luôn, nhưng mà hiện tại mới ra cái bản fit mới đây luôn. Mới ra các bạn fit phủ đả liên hoa của Thúy Yên Kiếm luôn, tại vì cái chiêu này nó ảo diệu quá, cái chiêu này nó ảo diệu quá nên là ảo diệu quá, sốc đâm kinh quá nên là Finzi phải fit liền luôn. Nên bây giờ sau khi viết anh em sẽ thấy như thế nào nha. Cái chiêu này của ạc của tiểu tiểu Linh Nhi nha. Ạc của Tiểu Linh Nhi đầu tiên là vũ khí 14. Vũ khí 14 thổ không nội này, đá thổ không nội. Nói 14 hỏa không nội luôn. Bao tai thủy không nội. Ủa tại sao anh không cảm cái nón này chí mạng nhờ? Nón đồng tuần phải khảm chí mạng anh em nha. Dây chuyền thì cộng 16, 16 là sạc lửa này ngon nha. 16 sạc lửa kháng chí mạng. Áo thì nội công, nhẫn thì thể chất và sát thương chí mạng. Cái đai thì kim công nội, dây chuyền cái bộ để chí mạng này anh em. Hoàng ứng quốc công, trời ảo tung chảo luôn. Hoàng ứng quốc công thì tính ra là ba ba anh em trong thiến nội này là đều ba hoàng ứng quốc công luôn, phải nồi gì trời, tính ra chiến đội này ba người ba hoàng ứng quốc công luôn, ảo tung chảo gì ta.
ai cũng còn thời hạn 5 ngày 21 giờ này mua cùng lúc luôn. Trời ơi, vậy là quá ngon rồi, chiến đoạn này quá ngon em ơi. Bao Hữu Quốc Công là bây giờ có lợi thế chưa vừa phản ứng rồi. Về cái ngũ hành ứng của anh là thủy công, chí mạng chính xác cũng khá là ngon luôn. Hai dòng thủy và chí mạng cũng khá ok rồi nha, chứ tẩy nữa cũng khó lắm anh em, tẩy này tốn hơi bị nhiều luôn á nha. Về khí linh của anh Tiểu Linh Nhi là ở mức 160 nha, khí linh 160 cũng giữ nha. Xích linh 160 là 2 triệu, trời siêu chuối đang đập rồi, 15 13 rồi anh em cũng đập kinh khủng quá. Đồng hành này chơi mặt quân, cơ quan cự lang, người tuyết, hồ khôn. Thì mình đã nói rất nhiều anh em rồi, con người tuyết này ấy sẽ cộng sát thương chí mạng cho anh em rất là nhiều, nhưng mà theo mình không có nên xài. Tại vì sát thương chí mạng nó dễ má lắm, anh em nên xài con thứ ba này cho mình là cái con cơ quan, ủa cái con phỏa sư mã ban nha, lưu ý nha. Con thứ ba là nên xài phỏa sư mã ban để tăng kháng chí mạng lên. Rất nhiều anh em mới nạp tiền khủng rất là nhiều, nạp bên mình rất là nhiều, nạp có khi hơn cả 100 triệu, nhưng mà đều hỏi mình câu: em ơi, tại sao binh giáp của anh ngang bên kia mà anh quýnh thua hoài? Thứ nhất, tất nhiên là cái kỳ hệ là người ta biết rồi, không có kỳ hệ nhưng mà quýnh thua có 2 khả năng. Thứ nhất là do đồ đồ của bạn, bạn công công rất là mạnh nhưng mà thủ không có, có nghĩa là bạn chí mạng và chất xương chí mạng bạn rất là cao nhưng mà cái thủ của bạn rất là yếu, làm cho họ quýnh bạn ấy đam họ nhảy nhiều hơn. Cái thứ hai là tùy vào hệ phái đang là mạnh phái nào, meta phái nào. Giả sử như hiện tại Thiên Kiếm mạnh, Côn Luân mạnh, các bạn chơi những cái phái khác như Đường Môn hỏi mình sao yếu vậy, thì mình phải tư vấn các bạn làm sao cho chuẩn nhất. Thì anh em top nào cần tư vấn hay trao đổi các vấn đề trong game cứ liên hệ em nha, thì em sẽ tư vấn những cái vấn đề tốt nhất cho bạn. Thì mật tịch của Thiên, mật tịch của Thiên thì sẽ là cái chiêu sát thương chí mạng băng tâm này 10% nha, ngon. Mật tịch thứ hai là sẽ cộng cho kỹ năng hộ thể này hàn băng, thì sẽ tăng cho anh em là tăng né tránh sinh lực và có thể phản đòn, ngon nha. Lần đầu tiên mình thấy một cái mật tịch mà nó tăng né tránh và sinh lực cho anh em. Đây, cái mật tịch thiên á, nó không có cộng kỹ năng kill nhưng mà nó tăng cho bạn phản đòn, né tránh và sinh lực khá là ngon luôn nha. Thiên né hơi nhiều. Đây, đồng hành kỹ năng rồi. Đây, kỹ năng thì cái chiêu cuối băng tâm ngọc lan, thời gian duy trì nội công mỗi một khoảng thời gian nhận hộ thể chân khí, bản thân bị tấn công có tỷ lệ phản kích khi tấn công chính xác, khi bị tấn công chính xác sát thương cơ bản 40 thị công nội gây tỷ lệ chậm, đây có phản kích anh em nha. Cái chiêu này tăng cũng ngon, sao không tăng nhờ, có nghĩa là bị tấn công có phản kích anh em, cái chiêu này cũng thấy cũng ngon nhờ đúng không, bị tấn công mới nó phản kích ra nha, cũng giữ đi. Trời, cái chiêu này không tăng luôn, ảo vậy, tại sao không tăng chiêu này nhờ. Cái chiêu này tăng bỏ né sát thương chí mạng hay hai chiêu này đùng đùng phải mát này anh em. Cái chiêu này tống băng cũng được này, cũng ngon này. Cái chiêu này khi mà dưới 3% máu ấy là bị đối thủ bị đóng băng ấy, ngừng dồn sát thương mạng lại, chiêu này cũng rất là ngon này. Ở đây thì anh tăng bà mát chiêu phụ đả này, thập diện này, mai phục, băng tâm. Nói chung mình theo mình bỏ cái băng tâm đi, bỏ băng tâm đi, tăng một tầng thôi. Cái chiêu ba chiêu này mát thì hợp lý, cái chiêu phủ đả dùng ram, cái chiêu này càng tăng cao để nó cộng tấn công và thời gian ở duy trì nó cao hơn, ồ hợp lý luôn. Cái chiêu vi tự này dạo này nó fit lại dí theo thì tăng mát hợp lý luôn, cái chiêu đánh thừa theo mình một tầng thôi. Còn lại anh em tăng cái chiêu mát này này, tỷ lệ đâm chậm cộng phần trăm này, cái tỷ lệ phần trăm này rất là ngon này, phải tăng tại vì trong đây cái tỷ lệ này tăng lên 50% lần này, tăng mát chiêu này với tăng lên cho mình cái chiêu huyền băng tức này này, để mà máu bạn xuống thấp ấy là nó tự bật cái chế độ khiêng lên ấy, giống như khiêng lên bật lên cái anh em bị đóng băng ấy, theo mình vậy nhá, thì tùy thôi. Và bây giờ mình sẽ review tới acc cuối cùng ở trong tiến đội là của anh i3 nha. Đây thì acc trong chiến đội acc đồ của anh i3, thì acc của anh i3 bây giờ, ủa mình hãy mình chưa, bây giờ mình xin lỗi nha, mình coi lại acc của anh i3 thì mình coi lại những lực tài kia đi, Tiểu Long Nhi coi lại những lực tài kia đi. Tiểu Long Nhi lực tài là 13k. Tiểu Linh Nhi lực tài là 9k. Thì giờ mình coi tới chiến đội của lực tài của anh A3 là 17k. 17k thì cũng khá là cao luôn nha. Bây giờ sẽ coi tới những phần khác như né tránh là 60% này, chính xác mát, bỏ né 1800. Thì bây giờ mình coi cái đồ đi, đồ anh em khoái coi đồ lắm nha. Đồ thì Quan Quốc Công, cái ứng này chơi phải đang hợp lý luôn.
Phủ khí. Thủ công nội khá là ngon luôn. Thì anh i3 hiện tại là chơi phái cung lung kiếm em. Phái cung lung kiếm nha. Ứng này, bao tay áo, áo nội công. Nói chung những cái dàn đồ thì mình thấy rồi. Nhìn cái dàn set đồ mà full set này hơi kinh này. Phải cũng phải nếu mà anh em cường hóa set này mà full 16 là chắc cũng phải trên thay mình trên tỷ nha. Đập cái ứng này, cái ứng này đập cái ứng này nha. Cái ứng này mình đập là theo mình đập cái ứng này là cũng 500 củ, 500 triệu cái ứng này. Cái sách chí linh này 16 thôi là anh em biết giá rồi, giá trị thực luôn, giá trị thực mà bán được luôn là 200 200 triệu hay 220 gì á nha. Và bây giờ qua tới cái phần tốn cũng tốn kém hơi bị nhiều, đó chính là cái phần đồng hành i3, đồng hành của anh i3 nha. Đồng hành thì ủa đồng hành đâu rồi? Đây đồng hành anh chơi độc cô của kiếm. Đường phủ. Đây đồng hành anh chơi độc cô này. Đường phủ, Mạc Quân. Mạc Quân và Yến Tiểu Lâu. Nha. Thì nhìn cái dàn bét của anh nhìn cái dàn bét của anh i3 thì em mê kinh rồi. Độc cô của kiếm, đường phủ, full Yến Tiểu Lâu. Bét mới thì vô tưởng sư thái ảnh đủ up lên anh đủ up lên 6 sao luôn em. Up lên 6 sao đủ này, 5 trên 4 này. Con bét này là thủy công, kháng thủy cũng ngon này. Nhưng mà quan trọng là anh em đang thích cái con nặc đan chân này. Cái con này của ảnh cũng sắp đủ 6 sao này. Tấn công chí mạng con này được nhiều anh em vũ trụ này. Nhưng mà kiếm hơi khó anh em. Mặc dù anh em đã up, anh đã bay up những con này rồi, anh không muốn bỏ anh em. Nên mà đặt đan chân phải đợi, đợi cái event đấu từ từ á. Chứ mà nhiều khi anh em mà quay cái quay tốn quá, nó không mới ra cái nhân hai nữa. Bữa giờ bữa mình chưa anh em tích cái nhân hai tới bây giờ nó chưa ra, nó chưa quay được cho anh em luôn. Con này cũng ngon này, hút sinh lực cũng ngon này nha. Thì nói về kỹ năng đi, kỹ năng của cung lôn thì cho mọi người xem về kỹ năng cung lôn đi. Kỹ năng cung lôn thì bạn nhìn thấy này sẽ là thiên tế tấn lôi. Kỹ năng đánh thường cung lôn là một cái kỹ năng mà theo mình là thuộc cái dạng mà đam hơi cao luôn ấy. Còn cái kỹ năng ngự phong thuật anh em hỏi mình rất là nhiều, tại sao mà trong video hướng dẫn của mình đây là kêu anh em tăng mát nhưng mà ở trong BK là anh Nai Bay không tăng mát. Tại cái chiêu này nếu mà trong BK 33 anh em tăng mát đấy, anh em lóc đối thủ lên mà đối thủ đang sắp chết lóc lên cái là bóp cháy đồng đội luôn, nên sẽ không tăng chiêu này trong BK. Mà ngược lại sẽ tăng chiêu tí tiên thác cốt cũng như lôi động cửu thiên cho anh em. Đây hai chiêu này nha. Tiếp tục là sẽ cung lung kiếm pháp này. Huyền huyền thiên vô cực này tăng 5 tầng. Đây ngũ lôi cái chiêu cuối cùng sẽ là cái chiêu mà trừ trừ sinh lực này, trừ trừ cái miễn thương khá là nhanh chóng, khá là ngon, khá là căng luôn. Cái chiêu cuối, nói chung chiêu cuối cung lôn khá là ngon. Cung lôn hiện tại được rất là nhiều anh em ưa chuộng á, tại vì chị được Nha Mi này, ủa chị được hệ thủy là Thúy Yên. Thúy Yên bây giờ nếu mà các bạn chơi mà mình đã nói trong cái video trước rồi, Thúy Yên mà các bạn chơi mà anh em nào mà không kỵ hệ là một cái combo Thúy Yên có thể chết luôn nha. Nên anh em đang lựa chọn cung lôn là phải khắc chế Thúy Yên khá là nhiều luôn. Thứ hai, cung lôn có hiệu quả gây choáng và cái lượng đam ấy, của cung lôn rất là mạnh luôn. Nếu mà anh em mà dính mà CC hút với của những cái phái khác vào ấy, xong rồi cung lôn kiếm và đao xả cái đam ấy, thì các bạn sẽ bị sốc đam rất là nhiều nha. Nên cung lôn sẽ rất là được anh em yêu chuộng. Về cái mật tịch của anh i3 sẽ làm mát thì tăng cái kỹ năng của thiên tế tướng lôi level 10 sát thương tới 15%. Ủa sao tới 15 dữ vậy ta, mấy phát khác có 10 mà còn đánh tới 15 thì ngon nhỉ, ngon ha, 15% em. Tiếp tục là cái chiêu đánh thường, ủa cái chiêu tâm pháp chung. Tâm pháp chung sẽ là sinh lực 8.000, phạm vi hiệu quả của tí thiên tác cốt 2 ô, thời gian ngự vô tịch trừ 3 giây. Đây tí tí cốt là chiêu này ấy giật sét xuống ấy sẽ gây choáng một cái vùng nhất định thì nói chung cũng khá là ngon. Nếu mà chiêu này gây choáng mà cũng khá là ngon nha, anh em nên chơi nha. Nếu mà thường thường anh em mà có những phái hút vào anh em nên chơi chiêu này liền luôn thì sẽ gây choáng, cũng như combo thêm cái chiêu lôi động và chiêu thiên tế nha. Anh em đừng combo của chiêu ngự phong thuật nha, tùy mọi người thôi. Thì mình xin kết thúc video đây. Thì nếu anh em thấy video hay quá đừng quên like, subscribe kênh, và anh em cần mình review chiến đội ở server nào thì cứ liên hệ mình. Và các bạn đừng quên là một phút quảng cáo mình là mình có thẻ SIM rẻ, các bạn tự nạp slot vào ngân hàng. Phần mình sẽ nhận trung gian đóng tin tất cả những sản phẩm VNG. Chào mọi người, hẹn mọi người trong video kỳ sau. Chào mọi người.